Dạ, dạ chào chị. Thấy nhiều ghê luôn ha. Dạ. Cái gì con? Bán năm lần này cho em. Kính chào quý vị khán giả. Chiều nay là chiều ngày 17 tháng 4 năm 2022 thì đang có mặt tại thành phố biển Phan Rang. Thì hôm trước mình ở Phan Thiết cũng rất nhiều bà con bác nói là nếu làm tiếp rau ở Phan Thiết rồi thì cũng nên qua Phan Rang. Thì cũng có một số bạn gửi cho mình cái thông tin của một cái cụ bán bánh xèo, nhưng mà mình đi ra thì mình cũng không thấy cụ. Với lại cụ thì bán với có con cái rồi để ra ngoài cả có bàn ghế rồi, nói chung là rất là tương thích. Thì như quý vị các bạn cũng biết rồi, chương trình này thì cái đối tượng của tiếng rau thường là Coleman hướng đến những người mà bán hàng rong vỉa hè nè, họ không có cái điều kiện đầy đủ. Sau đó thì mình cũng tính về khách sạn rồi nghỉ ngơi đi ăn rồi cái xong rồi lại lướt trên web lại tìm ra được một cái thấy có một cái chia sẻ của một cái bạn kênh. Dạ con chào cô. Dạ chào bà chú. Dạ cô bán gì vậy cô? Bán chả ram đồ mà với lại bún nem đồ đây. Dạ bán chả ram với bún nem hả? Ngồi lấy ghế ngồi. Dạ. Có chuyện gì vậy chú? Dạ đâu có. Đi ăn bánh hả? Dạ đi thấy có khán giả chia sẻ đó. Ồ bán. Đó có lấy nem rồi vậy anh. Dạ cô hôm nay nhiêu tuổi con? 70 rồi. 71 rồi. Cô 71 rồi. Rồi ủa sao cô bán trong đây vắng lấy mồm, sao có người nào, sao có khách? Có khách, kệ khách là quen rồi ta ăn. Bị múc cho em, bị mắm cho. Bữa nhỏ lên lên mạng á cái tôi biết tới ta ăn à. À vậy hả? Cũng biết bạn nào nữa mà mình nhớ có trong một cái group thì tại cái nó tới ăn thấy rỉ với lên mạng luôn à. sao tôi bị chụp hình không người ta. Có đâu gì không bà? Có một cái ngon. Có trò dữ gì? Không, cái nhà con nghe không? Bị nổ. Mẹ con lửa. À, cô bán chả ram dạ. À, vậy là... Ồ. Cô bán cô dọn đây từ mấy giờ con? À, một giờ dọn. À. Cô bán rồi dọn đây từ một giờ rồi. Cô bán tới mấy giờ? Bán thì lát đi. Bán chừng nào hết rồi về? 5 giờ gì đó. Mà cô bán một chỗ này thôi, cô có đi bán. Không có đi đâu, chân cẳng đâu, mắt đồ ngồi đây bị nạn mắt. Ngồi bị nạn mắt thấy đường luôn. À. Đá nó băng đó, ở ngồi hợp cây ngồi bên kia. Dạ. Cái đá nó bị băng luôn, băng lên mặt, thấy mờ không thấy đường luôn. Dạ. Dạ. Cái tính gì tư ấy. À, gì thứ tư hả? Gọi là gì tư? Con cái đem 10 miếng chả đây, 2 tấn một tấn một vịt, 2 miếng đây. Cái vịt 5 ngàn, 15 ngàn, 21 ngàn hết con. Lại bỏ vô nó con. Người tư bán hộp vịt gì vậy? Trên bán chả nam nữa. Bán, nó hộp vịt lộn hay hộp vịt lộn hay là hộp vịt gì? Hộp ngang à? À hộp bình thường hả? Bình thường. Rồi. Vịt tư. Ồ vui nha. Dạ. Chị Tư chắc đâu có biết chương trình tiếng rau đúng không? Không mô. Không mô hả? Không có biết không? Dạ. Già rồi đâu có biết gì nữa. Dạ. Không biết luôn á. À. Chị Tư cũng đâu biết còn thấy không? Không. À. Em người đâu? Dạ. Người đâu? Dạ con người ở Sài Gòn. Sài Gòn người ra hả? Dạ, hay đi làm con có là cái làm cái chương trình tiếng rau. Dạ xong rồi có lướt lướt trên mạng thấy có một cái bạn chia sẻ về Tư á. Trời ơi tôi kể nghe nó ăn rễ quá. Xong cái nó chơi cái nó ngồi nó quay chưa à. Rồi cái nó quay mà ở Sài Gòn ai không biết anh ra mà đến giờ nó ăn đến hải gì Tư. Dạ. Ờ xong bà bé mà sao ai quay bà thuốc Sài Gòn vậy trời, thấy là bé cũng chả ra mà tự nhiên con thèm ghê gớm luôn. Dạ. Cười ghê gớm luôn đâu có biết đâu. À Dì Tư bán bao nhiêu năm rồi? Ờ 40 mấy năm lận. 40 mấy năm. 45 đúng không? 6 năm lận. Vậy là coi như là bán lúc mới 20 mấy tuổi hả? Ờ. Dạ rồi.
Ồ. Sao biết đi quay đó? Dạ thì vậy mới hay chứ. Chắc thấy hôm đó được quay cháu. Này là coi như là có người đưa, ông bà mà đưa lối đưa đường chứ. Chứ em. Chứ là nãy tính đi về rồi. Nãy đi tìm nhân vật mà chưa có phù hợp rồi nên. Chứ đâu có biết đâu. Dạ. Anh quay lên mà nói nè chị Tư là con thấy tội mà quá khổ. Con quay chờ bán. Dạ. Cộng hốc mà sao biết đường. Ừ nãy tôi tìm. Mà bạn đó là bạn ở Sài Gòn hả? Ở Nha Trang. Bạn đó ở Nha Trang. Nha Trang mình nó có vợ ở đây này. À. Ừ, anh ăn mình 50-60 ngàn nó ngon hơn Tư mà rẻ ghê gớm á. Dạ dạ. Để con quay nha. Dạ. Con quay về Tư nha. À. Rồi Tư bán kệ tạo vào quá. Dạ, cái bạn đó tên gì vậy Tư? Không biết luôn. Ờ. Nó về xe nó về Nha Trang lại rồi. Ờ nhưng mà sao đó bạn nó biết được chỗ này hay vậy? Nó tên ăn. Nó có vợ ngoài đây này. À có vợ ngoài đây nên mới biết bà mới biết về Tư. Cũng quen. À, à. Nó biết. Anh ăn cái xong anh quay à. Ở đây trời ơi nó không sao con biết được con quay. Nó dạ. Kệ đó, con quay cho gì. Nhưng mà gì bán thấy gì tợ quá, khổ dạ. Cực rồi. Rồi kia nó hỏi, ủa, bà cái chồng nó chồng thì chết có 20 mấy tuổi à? Là có chồng, à là chú. Đó, tôi ngồi tôi kể trong cái đó, cái nó phát triển ra, cũng có nói vậy. Dạ. Cái đứa vậy nó chết thì sao, ở đâu mà, nhưng nó hỏi bà rồi bà kể là vậy. Cười ghê gớm luôn, đâu có biết đâu. Ồ, vậy hả? Ừ, con có biết không? Tức là chú mất từ năm 20 mấy tuổi? Đâu, hồi đó, có 24 tuổi, tôi có 20 mấy tuổi, 22 tuổi à. À 23 tuổi à, tại lính. À, chú đi lính. Vậy là cô chú chưa có cháu nào luôn? Có con đứa con à. Có một người. Con mà con nó ba đứa con rồi. Dạ. Nên là ở Vĩnh Hảo ấy, bà nội nó giao từ đường nó ấy. À. Tớ ở đây tớ không có đi theo nó. Dạ, coi như vậy là giờ dì Tư ở đây mình. Vậy đây là dì Tư ở đây mình. Dạ, mình cháu nuôi, cái cháu nuôi. Dạ. Cháu nó nuôi. Ồ, hay quá, như ở đây mình là coi như là cháu nuôi. À. Cũng như nhà cũng để nhà đây là nhà nước cho 50 triệu là đi cho cháu nó cắt nhà luôn. Dạ. Dạ. Là bữa ở nhà nước cũng thẩm vấn nó vậy, nó con quay nhà rồi nó cũng nói vậy. Tao à thôi cho bà ẩm cúng. Ẩm cúng cho sân nhà. Mình cảm ơn chương trình đó. Dạ. À. Con quay trở lại, con quay trở lại nhà nước kêu bên chương trình rồi. Dạ. Về nhà. À. Rồi xong là giờ là coi như gì Tư bán đắt hơn. Bán được hả? Ngày Tư bán được nhiêu ta? 500 à. 500. 500 là cả vốn lẫn lời đó. Ừ, nhưng mà lời là bữa nay đồ mắc có lời ít là trăm mấy còn mà. Lời trăm mấy, lời khoảng 100 ngàn. Mướn hết 80 ngàn lời. Hả? Mướn. Mướn người gì? Chứ ai đâu làm. À mướn ai? Mướn tôi phụ ra làm giùm. Thì à. Làm à. Em chốc nội nhà nó làm. Còn cái này là gì Tư tự nấu hả? Tự làm hả? Tự làm ở nhà đó. Tự chả ram cũng tự làm. Tự làm. Chả ram với thịt nướng là tự làm. Tự làm hết, tự làm hết. Đây là chả ram đây, đây chả ram đây. Chả ram kia hết rồi này, chỉ bánh tráng. Đẩy cái này thôi em. À, cái này là bánh tráng hả chứ không phải chả ram. Bánh tráng giòn. Ồ. Chả với bún nem mà hết. Ồ. Cái này là bánh tráng gì vậy Tư? Bánh tráng giòn ăn thử đi. Bánh tráng giòn hả? Ăn thử sao nó cũng giống chả ram hả? Ờ, à, cái chả ram kia là nó có hành. À, chả ram kia nó có hành, còn chả ram này là. Chả ram này. Còn cái này là bánh tráng giòn. Bánh tráng giòn. Con thử miếng nha. À, ăn đi. Ừ, dạ. Ăn đi sợ đâu bao la. Trời ơi, 6 giờ chiều đang đói. Ăn đi. Trời ơi, người mấy đứa nhỏ nó nhìn tôi nó chịu không nổi. Đúng mà già chứ bà cũng khổ bán kìa mấy anh. Dạ. Cái này quay chương trình. Chương trình đó. Thì khổ rồi đó. Cái này bánh tráng nữa. Bánh tráng. Ủa bánh tráng mình làm sao người ta mình cuốn lại xong mình chiên. Rồi mình chiên. Mình có ướp gì không? Bỏ một tí bột ngọt đi. Cái này ăn với gì ta? Ăn với mắm nha, chấm thêm mắm ăn nha. Ờ dạ, cho cho miếng mắm đi. Đó, miếng mắm. Ít thôi coi còn miếng. Rồi, ok. Ăn ớt rồi, chấm em. Không ừ. Rồi, mấy ông nhỏ quay chương trình lên. Mấy ông nhỏ thằng chị nó căng nó quay. Trời ơi. Mà vô số Sài Gòn cũng. Ăn đơn giản vậy thôi á. Nó chạy ra nói từ từ. Bà cuốn chả ram thôi tự nhiên thấy cái chả ram của bà nó thèm ghê gớm. Cháu từ đồn đến giờ nó nói thất thường á. Nước tiếng là bữa nay không có chả ram. Hết chả ram hả? Hết rồi, hết chả ram. Ồ cái tương này ngon quá ta. Tương này tự làm luôn. Nhà tự làm luôn. Tự làm. Ồ cái gì cũng tự làm hết hay vậy. Tự làm không mà. Hoàng Minh. Trời ngon quá. Con này chả lụa là mua. Chả lụa mình mua. Ừ. Ủa còn bán trứng là bán chi vậy ta? Trứng thì cuốn vô lộn xộn vậy nè.
À cuốn sao ta? Cuốn cuốn. Cái bánh tráng này nè là cái lụa xộn như. Đâu chỉ con coi coi từ từ làm thử con ăn thử ha. Ăn nha, ăn cuốn nha. Dạ cho con cuốn ăn thử. À bánh tráng. Đó hồi bữa cũng ngồi cuốn. Đó đó đó, dạ cuốn cho con. Ai ai mà mở ra có chưa luôn đấy. Dạ. Càng nhỏ thì nó quay nha. Dạ. Ồ, cái bánh tráng này lạ quá ta, bánh tráng này nó dày lắm nha. Ông ăn hay sao? Bánh tráng ồ ồ hay thiệt. Rồi cuốn cho rồi cho à bỏ vô à rồi ấy trứng mắt theo ồ lạ vậy ta, cái món bánh tráng lạ vậy ta, ăn đi ăn nó thành ồ ở nhà quê nha bà con mình thông cảm nha, ở nhà quê người ta không có ấy, người ta không có bao tay gì đó bán gì đó. Tôi làm có được có đi theo mà nhưng mà làm không. Đó nhưng mà ở đây là bà con bác ăn quen rồi, không có vấn đề gì hết nha. Đó. Rồi chấm ăn nha, chấm tương nha. Dạ. Rồi bỏ nêm cho nó. Rồi, cái bánh bự vậy vậy luôn hả? Ồ rồi cái cuốn kìa. No ra đi. Rồi. Rồi, cái cuốn khổng lồ vậy. Cứ ăn đi. Dạ tôi cuốn thôi con, rồi cuốn thêm con mấy cuốn nữa đi. Một cuốn bao nhiêu tiền? Trời ơi cái cuốn kìa. Cái cuốn này chọi lỗ đầu luôn chứ không giỡn đâu nha. Một cuốn này nhiêu tư? Lấy 10.000 cũng 10.000 hả? Rồi vậy thôi lấy con làm con 5 cuốn luôn đi. Ôi. Đây này có mắm này. Dạ dạ dạ, tôi làm đi, tôi làm đi cho làm xong rồi lát nữa con ăn. Mình nhìn thấy cái bàn nha, sao thấy cái bàn á? Đó, cái bàn này chắc là cũng vô viện bảo tàng được nè, cái bàn này chắc từ bàn 80 năm luôn hả? Ở đây vô vô cuốn cuốn. Ồ đây, giờ tôi làm cuốn điệu nghệ lắm nha. Bốn mấy năm nữa. Bốn mấy năm. Bán về nuôi con từ nhỏ bé, từ siêu nhỏ xíu lên luôn. Hai tuổi rưỡi là nuôi con lên tới giờ luôn. Con của cô giờ nhiêu tuổi vậy cô? Năm nay gần bằng tuổi con luôn hả? Nó cưới hợ á. À mà nó muốn lên sốc hả? Đó là quét lên. À bữa kia nó quay đẹp bà thì cái hình. Đó, không đẹp đẹp mà. Không, bà để cái cuốn lên cho nhìn nó đẹp nè. Đó, cuốn cho bà lựa luôn. Mấy nhỏ, mấy lát, bỏ vô lại. Ủa, bà Tư ơi, ai quay mà cho bà đẹp như vậy? Cười ngớ luôn. Thấy thiệt luôn á. Trời ơi, tôi vui tính quá, thiệt luôn á. Ê, ai quay mà đẹp mà tôi thích cười cũng tính hết. Trời ơi, già này còn đẹp nữa. Ờ, sao quay vô bà đẹp lắm. Trời ơi, cái cuốn này ăn cái là chắc đủ luôn á. Chiều mà nếu mà mình đi về mà mình là dân làm văn phòng của mình ra mình cút cái cuốn này là tới tối luôn mình no luôn. Độc đáo thiệt luôn. Ôi ôi. Đây là cái cuốn nè bà con bác thấy không? Đấy. Rồi cái cuốn. Đó. Để hai che lên lên hai cái cuốn là hết thấy cái mặt luôn. Chút xíu đây tôi cuốn xong 5 cuốn mình ăn đất. Rau rất là nhiều luôn. Ồ, trời cái cuốn nha mà có 10.000 là cũng quá giá mềm luôn. Dễ gì cho luôn á. Chị. Thiếu ánh sáng hơi leo lét tại vì không sao không sao. Dạ. Để kêu ông nhà đèn ông mở đèn đường lên quay cái ngon lành coi. Mở lên đèn lên coi, bốc ồ bốc lên đèn lên lên liền đèn giỏi không? Trời ơi hấp dẫn chưa bà con ơi. Một cái nước sốt ngon lắm nè, cái nước sốt này đúng không chị? Cái nước sốt này ngon lắm phải không? Ăn cái thơm nha. Bỏ đậu phộng vô chút anh. Một xíu đậu phộng nữa. Rồi Tư cứ làm đi rồi. Bây giờ Tư còn bao nhiêu cuốn nè? Còn nhiêu mua mão hết luôn. Thôi cuốn hết luôn đi. Cuốn hết con mua mão đi về nghỉ chứ. Trời ơi cuốn nào cuốn đấy. Rồi cuốn hết đi. Cuốn hết mua mão còn cuốn 10.000.
Đó, rồi rồi. Dạ để đây rồi. Khổ lắm, khổ từ nhỏ tới giờ. Dạ. Mà sao vui vậy? Vui mà... Tư vậy á, dạ. Tư đẹp lắm. Ờ à, sao gì Tư khổ? Sao Tư khổ nhưng mà Tư vui vậy? Nó cũng mới nữa. Đây là ví dụ mà bẻ ra đạo mà. Đó là phòng nha. Chắc chắn phải bỏ ở đây được, phải chắc đi lên trên đó. Mà có bên trong con bả thì bả nha. Thế hả? Rồi. Coi như làm nhiêu lo cho con hết. Đâu có. Đâu. Chị nói cái bà kia à. À dạ. Con bà này nó đâu có con có con. Con đứa bà Quỷ. Con đứa một nó ở xa. À con đứa một ở xa rồi. Quay ơi. Quay lưng mẹ cho bác cho con đỡ khổ. À. Con đứa trời con. Nhưng mà bán nếu mà mình làm con làm một tập ở đây con giúp gì Tư mà. Bán giúp gì Tư mà làm sao người ta biết đây người ta mua ta? Mua. Ta biết là cái ta mua. Biết không? Người ta biết không? Bữa nay nó biết. Nó biết cái xa nó tới nó mua nữa. Rồi rồi. Giờ cái thằng nhỏ kia cho nên mẹ nó tới nó mua. Không, bây giờ còn cái thằng còn thằng nhỏ đó thì không nói đâu, còn thằng già này nè. Rồi bà con Phan Rang ở đây là đường Trần Quý Cáp nha. Chỗ kiếm hơi khó. Có khi mình ra mình xin ngoài trường học. Ở đây gần trường học phải không? Gần trường học. Rồi dạ. Đó, cứ cuốn hết đi, con bỏ vô cái bao là con mang về luôn. Ăn đi, không ăn ha? Dạ, dạ, để từ từ cho con. Ăn đi xong rồi cái gì vậy? Vậy thôi, cho nó mọi người chứ. Khoái coi gì Tư cuốn nè, gì Tư cuốn nè, hấp dẫn. Ôi, vô. Ông chưa Tư cho cắt. Dạ, mấy ông, trời ơi, dạ, đúng rồi, mấy ông nhỏ mà nhớ tiếng rau 4.0, HTV7. Đó. Mất miệng sao bà mà mất ăn, mất miệng thì hình bà vậy? Trời khổ mà vui vậy sao ha, cười cười tư nói à. Ờ cười cả ngày đó, cười cả ngày đó bà, cả ngày bà có một đứa con nào đi xa được bà bán ở đây bà kiếm sống hàng ngày. Rồi rồi bà con chồng sống ra đông quá trời luôn nè. Vui mà vui. Dạ vui vui. Ờ con. Ăn ngay ăn thử đi. Ăn ngay mấy cô hả? Ăn đi. Chờ gì Tư cuốn ngồi coi gì cô cứu. Tại vì chưa thấy bao giờ, chưa bao giờ mình thấy cái cuốn mà nó nhỏ như nó nhỏ bé giống như cái cuốn của dì Tư hết á. Thiệt, đi ăn bao nhiêu nơi rồi thấy cái cuốn là chưa thấy cái cuốn nào nhỏ như cái cuốn này hết trơn. Rất là đặc độc đáo nè, mình coi nè, nhân các loại ha. À, có bánh tráng nè ha, có trứng nè ha, có rau ha, rồi có ớt. Đó, đẹp chưa? Rồi ăn được cuốn nữa không? Cuốn hết luôn sao? Rồi hết luôn, cho về dì Tư về luôn. Chắc chừng chục cuốn là hết rồi. Không tới chục cuốn hả? Rồi có như mua hết đi rồi. Hết rau rồi mình ạ. Hết rau rồi cứ là chạy lên nhà. Thôi khỏi rau luôn. Khỏi ai coi như em nè. Dạ, chơi luôn, có nhiêu chơi nhiêu. Mấy cuốn này, sao mấy cuốn này? Làm như này. Bình thường là dì Tư bán bao nhiêu cuốn một ngày, dì Tư? Không biết không. Ê, ơi, mấy nhỏ, biết. Không có biết đâu, bé lộn xộn, có biết đường không? Có biết mình hả? Ca sĩ mà khu đông đen à. Trời ơi, vậy làm sao ta? Đúng. Có chị đợi được ra hả? Ok, ok. Vui quá, thiệt luôn á. Ở đây là phường gì vậy ta? Phường Mỹ Đông, dạ, phường Mỹ Đông, khu phố 5. Rồi, bà con bác yêu thương tiếng rau là chuẩn bị mình sẽ làm một tập giúp cho dì Tư nha. Bà Tư cô đơn. Tư cô đơn. Dì Tư cô đơn, à Tư cô đơn. Dì Mười đang lên lưng mẹ, chàng thảo cả mộng có lưng mẹ đâu. Cái gì? Quay gì Tư á, cận gì Tư đó. Quay gì Tư trong. Cái này quay gì hả, được cái sao không? Không có vài triệu đâu nha. Ăn mấy chục triệu luôn đó. Ăn mấy chục triệu luôn. Dì Tư ngày bán có 800, có mấy trăm à. Có mấy trăm à, 600 năm 600 à. Rồi kỳ này con ráng giúp dì Tư 60 triệu. Một buổi bán hàng, một tiếng đồng hồ. Tao cho con thì tụi bé còn có không, có 600 không à. Bán được. Dạ, đếm rồi. Không, mà dì, nhưng mà dì Tư ráng làm nhiều hơn.
Chị Tư ráng chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn. Hả? Không không không, làm sẵn đi, một bữa một thôi. Tại vì sao con mắt nó bị nạn rồi, cái đường này. À con mắt. Thấy đường nóng. Không thấy đường hả? Không. Con bên trái không thấy đường. Con bên phải còn thấy chút được. À tức là bị mấy ông chạy xe văng đá vô mắt hả? Trời đất. Văng đá vô mắt không? Con cháu đi cho tiền thì nhà thương. Chứ đâu có tiền. Dạ. Không có tiền đâu. Cháu nó cho con mà. Để nó tạo cái nó thương nó cho mày thiệt. Dạ. Tại giờ nó bảo vệ con cháu còn nhỏ khổ quá còn bảo vệ nó. Dạ. Nó cho. Tức là con gái cô con gái con trai hả? Có một đứa con trai nữa. Một đứa con trai được mấy cháu? Hai mấy tuổi anh? Dạ được mấy cháu? Ba đứa. À. Là ganh con trai nó được được mấy mấy kiếm chút tiền cũng như sanh ra ba nó có hai triệu rưỡi rồi cái ba nó chết rồi cái gì từ ở Vĩnh rồi anh ơi, bạn nó làm ở Vĩnh Hảo mà rồi đây lấy chồng Vĩnh Hảo hồi đó đúng lính rồi rồi đây cũng lính ưng ổng kia ổng chị ba con mắt bắn mắt không mà chị ba hình ra đây xong bên tiểu đường lắm mắt không dạ dạ con vừa bận dạ ba chị em mẹ quý à lát cứ nói chuyện xong quay xong mà để cho tôi quay nở lấy ba quay xong sao mà cuốc không tay ăn mà không bây giờ phải kiếm nếu mà con làm thì con phải chắc phải kiếm chỗ nào đi bán đông đông cái gì tư ngồi đây bán sao được được bán được bán ở đây vẫn được bà con người ta thương á người ta tới ta ăn tạo đứa nó giúp đỡ nhỏ nhỏ đây là phường Mỹ Đông hả phường Mỹ Đông khu phố năm phường Mỹ Đông khu phố phố năm đường đường Trần Quý Cáp 140 Trần Quý Cáp đi chợ Quý Ban đi vô lấy số nhà bữa thằng đó lấy số nhà đây này 140 Trần Quý Cáp phường Mỹ Đông khu phố năm dạ tại vì mình có gì chắc là mình sẽ thông báo địa chỉ sau nha bà con cô bác thân mến bác đứng chơi đi với Thương đó bữa cả giữa đi giữa giữa ngoài nhỏ thì nó thấy gì vậy hả à. Rồi cái bàn này để đâu bán xong rồi để đâu cột, đây, cột cái bàn lên đây trời ơi tội đâu con lấy đâu tôi thấy mình khổ người ta lấy đâu không cái bàn này nó lấy đưa gì nó bán gì bảo tàng được đó nhiều tiền lắm á mà ép biết mấy năm nay mà gù có cái bà nó tên bà ngồi đâu lưng thấy một ngồi cũng như nói nữa rồi ăn nữa mấy đứa mấy người đừng nói là đi nhậu ở đâu rồi dạ rồi mấy cuốn rồi thôi thôi con còn còn nói làm luôn đi làm hết luôn đi 8 cuốn đi dạ nó nhậu nhậu con bây giờ làm mình muốn 8 tiền mắm hay hai lần thôi làm luôn đi xong rồi bây giờ dì Tư về nghỉ đi trời ơi khổ tờ coi như giờ nhà nước cho tiền cháu nó cắt nhà cho ở chứ không có nhà đâu nhà nhà rất không ạ giờ nhà nước cho cho 50 triệu à nó hạ nghèo cháu nó bỏ ra dạ. Mấy triệu nó có à có cái nhà hả dạ nhà nhà gì tôi gần đây không à là nhà nước cho tiền mấy chục triệu rồi xong rồi con cháu phụ thêm chút xíu nó làm cái nhà mày vẫn bán hàng nhỏ cho nó ăn dễ gần miệng mày à chị này là giúp việc á không không phải hả à ngồi chơi làm luôn hả nhờ ờ thấy bà không ai giờ ấy là nó giúp giùm nó múc mắm nó múc chả không ở đây bà con bác ra cũng đông á dạ ủng hộ cũng đông á nhưng mà chắc là cũng không được nhiều đâu không ở đây nên nó thương á ở đây xã rồi nói chung là phường khu phố này cũng nghèo bữa kia nó quay lên nó nói con thấy gì Tư khổ lắm thật để con quay gì Tư bán kiếm tiền nên ờ thì con quay chứ còn gì già thì chị có biết gì hết ấy cái nó quay nó đỡ con quay thấy thấy mà bé tội không khổ rồi bé mà trẻ nữa rồi không có lòng không rồi xong đó bánh chả ở ngoài nữa cô ạ bớt vô luôn đó bánh chả ngoài đó bớt vô luôn đi rồi hết rồi hết rồi rồi ok nè đâu thấy gì không cô không hết đâu ăn thôi ăn hết thì mấy đứa khổ hồi nãy cho biết thuốc nên ăn những cơm luôn đi những cơm em không đâu có điều gì đó thử vậy đâu thuốc nhiêu mình chặt nhiêu đi làm công trình vậy bao nhiêu tiền đồng tiền múc hay không múc rồi mấy cái mắm này con tám bị thở
trời, hết ớt luôn, gọi là cạn tàu ráo máng luôn. Ăn cuốn không con? Rồi lấy con sách đi luôn. Ồ. Có ăn không? Ra đây đây cho đây đây bác. Rồi đây để cho chú cho con cây một. Rồi. Rồi đây. Ai cho? Ra đây. Ra đây cho con bé nè. Rồi đây. Đây chú chọn con nè. Rồi lấy mắm nha, giờ lấy mắm nha. À, khỏi lấy mắm luôn hả? Để cho đi ăn thử con mới cho đi. Dạ. Đâu có đâu đông mà tụi con đừng lo. Rồi thôi. Là 8 cuốn hết thảy hẻn. 8 cuốn. Cái đây 5 của 3. Tốt mắm cũng. Trời ơi chả ram chắc ngon lắm ha, chú. Còn chả ram thử nước mắm ngon không? Dạ dạ rồi. Tự bỏ vô đi. Trời ơi cái cuốn này nó mập lù, nó giống tôi ghê. Mập lùn. Rồi nghe chưa, cái này ớt nhiều nè, ăn đã nè. À, có ớt đúng rồi. Rồi, tôi bỏ rồi. Trời ơi, một cái cuốn vậy là phải xài một cái bao. Dạ. Một cuốn là phải một bao, tại cái cuốn này nó nhỏ quá mà. Lấy cái bề khác nhỏ rồi bỏ thêm. Con không, con bỏ vô lại đi. Rồi, hay quá, dì Tư ơi. Trời, dì Tư cười tươi rói luôn rồi, nụ cười coi như. Trời ơi thiệt ha. Một người mười thay khổ đó. Con dạ. Nhỏ kêu vậy. Tới quay mình cũng thích cười để thấy cái gì. Dạ vậy? Dạ. Thấy con quay gì tư bà thấy. Chỉ còn là... hàm răng dưới à, hàm răng trên là coi như nó rồi. Đi theo ấy rồi, hàng tiền đạo trên đi rồi. Cái xong đó để con quay cho chị nha. Cho bà bé kệ bà cậu. Ở đây là khổ nhiều lắm. Ừ, tạo dạ. Bà quay cho bà cho vui. Nó rồi cứ quay mình tờ hơi thấu xin con bà thích kệ nghe. Cháu trong đó lấy giờ nó cô tư. Ai quay cho bà vậy mà bà cút cho làm trò cho nên nó thèm luôn á. Trời ơi đó, bữa nay giờ bữa nay chưa thấy ra ngon ngoan ngoan luôn. Rồi đây. Ăn đi. Ê ăn cuốn đó đi. Rồi ăn cuốn luôn. Múc cho mắm, đừng bỏ xin đồ bằng. Ôi cho thêm miếng đậu phộng vô. Đó. Bỏ thêm mắm. Rồi. Sao mà chịu nổi? Cái sốt là vô rồi. Không biết cái sốt này làm được cái gì. Thì làm bột đường là thôi. Bột làm vậy đó. Đường. Nó có ớt nữa phải không? Tưởng. Ớt cho ớt mình để ngoài. Ừ. Sao cái vị nó ngon quá vậy trời. Hả? Ớt ớt rồi. Ớt ớt. Ớt rồi. Ăn ớt trái không? Dạ có cho ớt trái luôn. Ớt trái em bỏ ra cho nó chậm. Ăn dưới cơm hay chưa? Kéo nghẹn nha. Lắm xuống không? Mấy má. Dạ thôi. Ta đã mất cỡ cái mình miệng đó. Mình làm nó cũng bự lắm đó, mình hả ra mình nè. Ở rồi nha. Rồi được không? Mình đừng có nước chuối em mua chai nước chuối hút nè, không bị nè. À cháu bị. Ở đây vui không? Đi ra. Ở đây vui không? Ở đây vui không em à? Ở đây nào vui không? Ai chúc lời ta làm. Ở đây nè. Ở đây có cái bánh tráng giòn giòn trứng á, cái trứng bên trong đó bùi bùi dạ, lắm mang về công ty dạ mang về. Ngon quá. Ăn một cuốn này là coi no luôn á. Không có, chỉ có cuốn không có rau à. Có là nó hết rau rồi. Cuốn dây leo ăn vẫn ngon vậy. Hết.
ngon quá, nhưng mà giờ phải chừa bụng để tối nay đi ăn dê. Chuẩn bị đi ăn dê phân để dành lát nữa ăn tiếp. Rồi. Ăn cái cuốn này không là no luôn, chiều nay là tối nay hết ăn dê. Dạ. Ăn đi đỡ nó xuống à. Dạ không? Ăn hết thì đem đi có nhiêu đó mà để. Dạ ăn luôn đi. Rồi dạ. Đây, lấy cái muỗng này muỗng. Còn miếng ớt không? Còn cái ớt. Đây là em dễ thương quá. Cái nốt của Tư làm ngon lắm. Tư tên thật là gì Tư? Hả? Tư tên thật là gì? Tên Tư nhỏ. Phạm thì nhỏ. Phạm thì nhỏ. À vì Tư nhỏ. Vì Tư nhỏ nhờ bán cái cuốn bự. Rồi. Chết rồi, bữa ông nhỏ ông quay đi tới Sài Gòn mới đưa qua Mỹ luôn á. Tàu dám nó đưa tôi qua Mỹ của mình ơi. Dạ, vậy hả? Nó quay nhớ Dạ. Sài Gòn mà nó tàu quay bà đủ thứ ơi. Quay bà mà chắc ở đâu cũng gặp bà hết đi. Dạ. Thì nói hãy bắt mưa ở đây rồi qua Mỹ nó có mình nói. Mẹ nó mở là nó thấy. Dạ đúng rồi. Có gì mốt gì Tư coi của con còn đi còn nhiều người nữa. Hả? À. Ai? Thằng Thiếp ở Phú Quý nó xuống bạc coi, bà đăng lên nhiều quá nó sẽ ban không hồn. Thiếp á? Ờ, nó tới nó quay ra không à. Ờ, biết. Còn thằng này nhỏ ở Nha Trang ấy. Cái thằng Hồng qua nó đồ quay nữa tụi đây. Trời ơi, nó quay ra đừng có quay nữa chứ. Nhiều lắm. Nó xuống nó ăn nó đồ quay nữa. Cái thằng kia nó quay cho nó trời thật kia nó quay ra không không. Thấy bà nhiều cũng quay cho bà nữa. Đâu vậy? Ngọc bé á. Nó không quay à. Rất là đặc biệt. Rồi, ăn hết rồi đó. Buổi chiều mình chỉ cần mà làm một cuốn nha, đủ no rồi. Chú chuẩn bị ra game show nào mới cho chú. Sắp nữa không? Chiến đi nhớ đời. Con nhỏ không quay mà thích cười á. Mà cháu lên Sài Gòn vậy đó. Thôi dần dần, nãy mấy cuốn nha, con quên rồi. 8 cuốn em. 8 cuốn. Ông nhỏ cho em nói chứ. Trời ơi, con quay gì Tư nha, kệ nó. Từ từ nó tìm bà môn nhưng mà. Nhưng mà bà nói á là hãy xe con có gì bà biểu xe con động. Chứ quý xe con đâu, xe con nè. Ừ. Đi trăm hả? À? Khỏi thôi, từ từ khỏi thôi. Khỏi thôi, khỏi thôi. Thôi em. Con này lì xì Tư. Không. Thôi em. Rồi. Nhưng mà mai mốt con đang nào còn làm nữa. Cảm ơn nha mấy. Không, còn làm chương trình tiếng rau cho Tư nữa, bà con bác mình nghĩ như thế nào. À, các bạn ở Phan Rang đâu nhớ ra ủng hộ nha. Đi, cảm ơn mình nha. Sẽ thông báo nha. Chứ giờ chưa biết đâu cô gì biết nói gì đâu. Đó đây. Con cảm ơn cái con này đó nha. Dạ. Đáng con không nha. Còn chú nha, kệ nha. Con tên Điền. Hả? Tên Điền. À, cảm ơn chú nha. Dạ, chú Điền. Đâu có biết đâu. Rồi cái xong. Không. Lát nữa con bé trợ lý con sẽ làm xin số điện thoại của dì Tư. Con không biết xài điện thoại không? Chà chà. Ờ hãy. Không có số điện thoại rồi làm sao liên hệ? Con số điện thoại hãy cho lấy số điện thoại mày nha. Dạ, cái dần đỏ đâu lấy. Không cô không có xài điện thoại. Con biết xài điện thoại không? Hãy đâu, hãy đâu. Chính. Dạ, chính. Chính đâu? Mày đâu? Kêu mày vậy? Số 03 là 03671. Rồi, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Hy vọng là mình đủ duyên để mình làm một cái tập tiếng rau tại Phan Rang để giúp dì Tư nhỏ. Dạ. Dì Tư nhỏ nhưng mà bán cuốn bánh tráng lớn, cuốn bánh tráng bự.
Xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Hôm nay mình ngày 17 tháng 4 năm 2022 mình đang coi buổi buổi trò. Chú nó có thì chào tạm biệt. Sẽ thông báo cái ngày giờ chính thức đến với bà con cô bác nha. Rồi, làm tập một tập Tăng Thiến, tập Tăng Đan. Rồi, xin kính báo với bà con bác trước. À, lấy mấy ông bà cho bà lấy mấy ông bà đây, ba mày đi. Con cháu ở nhà con này. Tư tốn số rồi nha.